Các bạn thân mến, nông cơ Phong Tâm mới về bốn cái cắt cỏ hàng rất là hệ và rất là đặc biệt nha. Mình nhìn về cái mẫu mã của nó không là mình thấy ghiền rồi. Hiệu Baronet. Baronet này là của thằng Sibara nè. Không, hàng này nó rất là hợp tác với rất nhiều hãng. Này GM này là của thằng Mitsubishi Baronet, nhưng mà hàng này là nó hợp tác với Mitsubishi nè, nó GM 64A, cái bề ngang nó mình xem thử 2 4, đúng rồi, bề ngang của nó là 64 phân. Cái dao phát của nó, bề ngang cái lưỡi phát được 64 phân. Thì đằng trước này nó còn cặp bánh nữa nha, mà chưa bắt. Nói chung hàng mới vừa về mà mình hôm nay mình sẵn ghé vô đây thôi thì mình quay luôn. Anh em hàng nói chung chưa bắt, chưa có dọn xong máy móc thì mình quay thử, thấy hơi hám thì quá dữ luôn, quá ok. Con này Mitsubishi ha, nòng nghiêng nè, nòng nghiêng, cốt coi thẳng hay xéo. Cốt này thường thường cốt xéo không à, nó vô mấy khách cỏ này là cốt thẳng luôn tay. Nòng nghiêng mà cốt thẳng luôn, tua nhanh lắm nha. Đó, nó xài hai cái bánh đôi sau. Thì nó cũng giống như tương tự như con bên này vậy. Đó, gắn hai bánh trước vậy đó. Con đó là Sidora, Sibara. Sibara GEF thì dòng đó là dòng IC rồi. Nếu mà GEF á, thì là dòng IC. Nó có ký hiệu là Solat. Phải không? Stator. Có nghĩa là nó dòng một cái con mắt để mà đo cái vòng quay để tạo ra cái tia lửa bằng IC. Đó, nó là vậy. Còn thằng này thì thằng Mitsubishi đây, đúng là Mitsubishi đây. GM301. Cái động cơ này là nó nằm tầm khoảng 10 ngựa ha. Con này nếu mà động cơ không thì hơi bị mắc tiền, nhưng mà thôi mình không có nói. Thấy cái động cơ GM281 là người ta đã bán 6 triệu rồi. Thì con này thì cái động cơ này thì mình không biết bao nhiêu. Đó, thì cái này là nó có cái bộ này là bộ tăng nè, tăng cao thấp nè. Ở đây, xong rồi xong mình gài vô đây. Baronet GM64A là cái lưỡi dao nó 64 phân ha. Ở đây thì trên cái hệ thống điều khiển của nó thì mình thấy gồm có là Amaya nè, rồi số chạy nè, nhanh chậm nè, tới lui. Ở đây là kéo dao nè, cho quay dao nè, Amaya chạy nè, con này chạy được 625 giờ các bạn. Đó, rồi cái này là bẻ lái qua trái phải nè. Này là kéo côn nhanh nè, kéo côn nhanh đây. Rồi. Nói chung về cái hệ mà an toàn thì thằng này nó làm là an toàn lắm. Này, đây. À, mỗi cái của nó một cái riêng ta. Như bên này thì nó đè là chạy nhanh thiệt nhanh nè, bên này thì chạy chậm nè. Ngoài số 1, 2 nó còn hai cái tầng đó nữa. Đây con số 1, con số 2 chắc công ty nó một cặp quá, nó bán qua Việt Nam một cặp luôn. Động cơ Mitsubishi GM301. Còn con này thì con Robin nè, Mitsubishi à. Mitsubishi 5 ngựa. Còn 3 con này là 10 ngựa. 3 con đó 10 ngựa. 3 con này 10 ngựa. Con này cũng GM65 nè. Con này lưỡi phát 65 phân AW. Đây GM65. Con này Rồi.
này khá mới ha, nó tương tự kia mà nó khác là khác cái động cơ thôi ha, khác động cơ, khác model một chút ha. Con này con này động cơ đâu có 10 ngựa đó, con này động cơ nó có 6 ngựa à. Cái vàng của nó y nhau ha. Biết rồi. Của con là 0.5. Cái 0.5. Ây da. Biết rồi. Mày chậm lắm. Xem dao rồi. Ui da. Thì của con cũng bốn mấy luôn, nó bơm nhông mà. Nó bơm nhông cái này. Đúng rồi, dao sâu lắm. Dao lưỡi ngang dài ha. Rồi, bạn nào mà muốn mua thì alo nha. Rồi, bốn em. Nói chung máy ở đây rất là đẹp các bạn. Nó đẹp hơn những chỗ khác rất là nhiều. Rồi, mến chào các bạn.